Trời mà còn chưa về nữa. Hả? Anh về rồi hả? Gần đây ở sở có nhiều việc quá nên phải làm sáng đêm. Em có ngủ thì vô phòng ngủ đi, đừng có nằm ở đây hoài. Lần sau nếu không về ngủ, anh làm ơn gọi điện thoại về, đem khỏi tốn công sức nấu để về cho anh ăn. Anh đã ăn rồi, em thích ăn thì cứ ăn một mình đi. Làm gì nữa đây? Anh vô tắm rửa, thay đồ rồi đi làm. Ngày mốt là ngày sinh nhật của má đó, em có đi ăn cơm không? Để coi sao. Ủa, sao giờ này mọi người chơi vậy? Biến thái đó nghe. Sắp về rồi thì em tính đi ăn cơm rồi đi chơi luôn. Anh à, phải đó đi chung đi. Được rồi, nè Tâm Nguyên, đi chơi luôn hả? Có thấy cách ăn bận hôm nay của con không? Nhìn cũng biết là có tiết mục rồi. Hôm nay má chồng con đãi tiệc sinh nhật. Hèn chi hôm nay nhìn khác hẳn nha. Dù sao cũng phải tôn trọng người già, mặc đầm sẽ tốt hơn. Cũng phải thôi, người già nào cũng thích con dâu mình giống mấy bà thím. Hình như hai ngày nữa má chồng con mới đãi tiệc sinh nhật phải không? Hôm nay là đãi hàng xóm, hai ngày nữa là ăn cơm với bà con bạn bè. Ăn cơm với hàng xóm mà con cũng có mặt. Dù sao con cũng là con dâu mà, chú không biết sao. Vậy cũng phải, tiệc sinh nhật cũng đãi hai ngày quá là vui mừng quá hả? Con không nói với chú nữa, con phải đi lấy quà đi. Thôi, vậy đi đi. Bye bye. Chúng ta đi. Nè. Gì nữa? Chú không có đi gấp quá đâu ha, chở con đến đó đi. Cả bốn người chở con đến đó. Đi. Ngồi lên. Có phải không đi? Vẫn chưa làm xong hả? Thật ngại quá, thợ đang làm bên trong đó. Cô cảm phiền đợi một lát nha. Làm gì thì làm, phải đẹp đó nha. Tôi tặng cho má chồng tôi làm quà sinh nhật đó. Được, tôi sẽ vô nói thợ. Đây. Ông à. Hả? Xin lỗi nha, hỏi người quản lý á, đem đồ ăn lên được chưa? Tâm Nguyên chưa tới mà. Trời ơi, người ngoài đến hết trơn rồi mà nó vẫn chưa đến, thật quá đáng. Tại nó bận làm việc thôi. Ông coi thằng Phong cũng tới rồi. Tới hỏi thằng Phong coi, coi nó có tới không. Này, xin lỗi. Phong à, Tâm Nguyên có tới không vậy? Cô đang tới. Đúng ra hôm nay là ngày vui của má. Má không muốn nói đâu. Còn đó, ông phải nói vợ con mới được. Làm gì cũng không có phép tắc gì hết à. Tới giờ rồi mà chưa tới nữa. Chứ được rồi, để con gọi điện cho cổ. Nè, nó tới mau lên đi. Tôi đang đánh lửa chừng đó. Mọi người đang chờ em đó. Ở đây ồn quá à, không nghe được. Nè alo. Thôi, làm gì cúp máy của anh vậy? Bây giờ em không đến nữa, anh vừa lòng chưa? Tôi đem coi đá banh, em đi ngủ đi. Tại sao hôm nay em đừng nói nữa. Tối nay anh bị má cằn nhằn suốt đêm, anh không muốn gây lộn nữa. Nè anh đi đâu vậy? Anh ra ngoài quán đá banh.
Nhà anh, nhà anh lạ mặt lắm, lần đầu tiên tới đây hả? Cho phép tôi ngồi xuống nha. Xin lỗi, tôi muốn được yên tĩnh một mình. Ngồi một mình buồn lắm. Uống nhiều bia như vậy có phải thức tình không? À, thì ra đã có vợ rồi. Chắc là gây lộn với vợ phải không? Anh có từng coi số phận bằng bài không? Coi hôn nhân của anh có vấn đề gì không nha? Đúng lắm đó, hôn nhân của anh quả thực là có vấn đề, nhưng không có liên quan đến anh đâu. Anh ráng nhẫn nại và bình tĩnh một chút, dỗ ngọt vợ nhiều hơn nha. Dỗ cũng dỗ rồi, chiều cũng chiều rồi, nhưng vẫn như vậy. Có lúc tôi thật sự không hiểu phụ nữ các cô nghĩ gì nữa. Nếu như anh muốn biết tâm lý của phụ nữ cũng không khó lắm đâu. Cô nói như mình là chuyên gia vậy. Nói ra nghe đi. Được thôi, nhưng anh phải mời tôi uống mấy ly bia mới được đó. Làm ơn. Mệt quá, mệt quá, tôi nhức đầu lắm. Mệt lắm. Anh hãy lấy cái khăn nóng cho tôi đi. Làm ơn đi, lấy khăn nóng cho tôi đi mà. Làm gì đi về sớm vậy? Nè, đừng có sợ, chúng ta chỉ vui vẻ thôi, có sao đâu. Xin lỗi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.